Tài khoản Techcombank xin lời tự động mỗi ngày, kích hoạt ngay. Ủa? Gì vậy? Anh với Phúc có tính kết kiểu đàn ông xíu. Tính kết kiểu đàn ông xíu. Nam tính quá. Alo mau. Không biết. Cái gì? Anh là người nhớ bài hơn mà. Này là hết rồi. Xong rồi chưa? À, vậy. Xong rồi. Như này. Như này. Vậy xong. Như này. Đúng. Xong này, này. Ừ, như này. Như này. Này. Xong rồi. Kệ bất kệ, hỏi bất kệ. Nhớ. Mấy người này giờ đi hỏi bài em đại ca ơi. Không, đang hỏi là sao cái này là tới cái này đúng không? Trời ơi. Lô. Một lần cái này. Ê, cứu mình cái này. Anh chớp tắt quá, anh bị nữa rồi nè. Anh có thù với anh gì á? Ý là nó chớp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 15, 5, 6, 7 15, 5, 6, 7 Ê, trời. Đẩy vô nè. Rồi tự xử đi anh em.
Thì sao em? Đây là mật thất mà. Có cà phê Hồng Kông không? Đó, trong này là có biết kiếp võ công nè. Em đây. Trong này là có thần Điêu Đại Hiệp ở trong nè. Chụp hình, chụp hình, chụp hình. Rồi chụp hình nè. Vậy chụp hình đừng ấp nha cả nhà. Ấp luôn đi ạ. Ấp bây giờ mới nhiều like. Mày ốp xong rồi, tới lúc mà chung kết mày không ai coi mày đó. Rồi, nhắc lại lần nữa là mọi người ơi, giữ tới chung kết hãy click hình, click thông tin giùm em nha. Bây giờ quay bản rehearsal xong đang post lên YouTube luôn. Đang quay vlog mà, tí post luôn. Buồn nha anh em ơi, buồn nha mấy anh ơi. Mình vào vị trí mình chạy lại từ đầu. Như thật. Ok, như thật luôn. Thật luôn. Như thật luôn. Let's go. Nó không cần đẹp, nó chỉ cần tính đẹp, đắp xấu được, nhưng sao đắp nó đi xỉu quá. Nhưng mà trong phim là phải đẹp. Phim là quay đẹp. Phim là gì đây? Cái này. Ừ. Trong phim là phải riết nhiều cái mà còn ngoài đâu có lúc bất mãn có mấy cái võ thuật như này không đại ca, mấy cái võ thuật mà kiểu đấm phát xong lấy tay đỡ như này không? Cái đó là tập bài. Đó là tập bài là như này đỡ. Đúng rồi, đó phải thuộc bài, hiểu không? Chính là vậy nãy dù đánh là trong phim em đọc, em đánh cái đi trong phim là ở ngoài là cái thứ hai là xong rồi đó. Ở ngoài nó đâu có đấm như vậy đâu, nó chọt gì đó làm sao mà đỡ. Ở ngoài là ở ngoài có nhấp nữa, ở ngoài có nhấp nữa, nhấp là tưởng tay này mà là tay kia. Ai vậy đâu, có nhiều khi tưởng mà nó quất luôn. Em đi tập đi, em tập đi mà ý là huấn luyện viên á, nó lấy cái đùm bì nó dỗ thôi là muốn sẵn rồi. Cái phát tán vậy rồi. Không, cái miếng ngay á. Đúng rồi vậy nè. Hey, đỡ nha. Cái gì bóp cái đầu ngay á. Trời ơi, chưa. Chỉ khiều thôi mà mình còn chán nữa. Mà không biết được. Leo lên đi đó. Dạ. Ủa? Gì vậy? Anh với anh Phúc có tính kết kiểu đàn ông xíu. Tính kết kiểu đàn ông xíu. Nam tính quá. Thu hút quá. Em còn nhớ anh không? Yeah.
Ngày ngần lời đầu môi hay nỡ nụ cười đúng không má? Hay nỡ nụ cười xong rồi ông hát thế thôi. Thế thôi hai ba. Thế thôi. Và giọng hơi thế thôi đúng không? Thế thôi. Nè. Hey. Ngày ngần lời đầu môi hay nỡ nụ cười. Ủa? Ủa đâu? Thế thôi. Ủa là sao hai người? Thế thôi. Thế thôi. Tôi thế thôi. Dễ bị liệu đúng không? Cái bài đó. Hey. Hey. Ngày ngần lời đầu môi. Hay nỡ nụ cười. Bài. Thế thôi. Đi ai có thật sự là giống nhạc chưa? Thôi ông bè đi mệt quá. Em còn nhớ anh không? Em còn nhớ anh không? Em còn nhớ anh không? Anh đã biết em sẽ buồn, nhưng baby, điều em muốn
cũng được quay trở lại gặp mọi người rồi. Yeah. Rất vui được gặp lại các anh tại trên sân khấu cùng Mỹ Mỹ. Chúng ta hãy cùng vỗ tay thật lớn. Xin cảm ơn Vũ Đoàn Hồ. Và cảm ơn tất cả các anh đã quay trở lại đây cho tất cả quý vị khán giả cũng như em thấy các anh được cháy một lần nữa trên sân khấu của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai ạ. À. Yeah. Nicole, anh thấy em ra cái là tất cả khán giả vỗ tay rất lớn. Tiết mục này các bạn có thấy có gì đặc biệt không? Dạ, là rất cảm ơn sự gọi là hỗ trợ của Mỹ Mỹ đã xuất hiện cho tiết mục này để làm cho tiết mục của các anh em trở nên rất là đặc biệt. Dạ, dành một lời cảm ơn tới Mỹ Mỹ. Xin cảm ơn Mỹ Mỹ một lần nữa. Còn với Tăng Phúc và Hero, nói các em đi. Có muốn nói điều gì với các anh Tài đang ngồi dưới kia không? Dạ, em lại được vẽ thêm cái ước mơ của mình nó dài hơn. Cái giấc mơ mình dài hơn là em lại được quay trở lại sân khấu này, được gặp các thầy ở đằng xa kia, gặp quý vị khán giả và ekip tuyệt vời của chúng ta. Thì đây là một cái điều mà em rất là hạnh phúc, rất là vinh hạnh. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Em thêm chỉ vắng mỗi tập chung kết một thôi, mấy người này gặp hoài em chán rồi. nhưng mà bữa nay mới được gặp 33 người đầy đủ như là những ngày đầu tiên, thật sự rất là vui. Và đêm chung kết lại chúng ta lại cùng tụ lại như chưa hề có cuộc chia ly, chúng ta lại có lại 33 anh Tài, và hơn ai hết là chúng ta có 350 khán giả đang cổ vũ cho các bạn. Và bây giờ xin mời các anh quay trở lại khán đài ngồi với những người anh em của mình để theo dõi những món quà tiếp theo ạ. Yeah. Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, 20 giờ trên kênh VTV3, 20:30 trên hệ thống YouTube Gia Oanh, thứ bảy hàng tuần.